Xin chào bạn nha, hôm nay mình giới thiệu các bạn là con DeFi Wood DeFi Gold. Đó thì đây là một bản start này. Đó, bạn sẽ đây có nhiệm vụ đây bạn join Telegram group này. Đây bạn click vào đây bạn sẽ một cái link này bạn join này nha. Và cầm cái channel của đây này. Và click vào đây nó sẽ ra. Bạn join vào nó. Và đây follow cái Twitter này, bạn click vào đây. Twitter và copy link. Dán nó vào đây. Ấn là nó ra thôi, mình nó nhiều trình duyệt quá nên mình phải có và bạn follow nó nhé. Và sau bạn kéo dưới này xem cái này là gì, bạn click vào đây xong đây, bạn dịch cái dòng trước đây nha. Mình cũng không hiểu nó là cái gì, không hiểu gì xem này. Thế thì chúng tôi đưa vào ý tưởng triển khai hệ sinh thái cho nên thực tế chúng tôi đã cố gắng nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ nhiều cá nhân trên toàn thế giới và cuối cùng đang đóng vai trò đại sứ của chúng tôi. Và các sự kiện về blockchain là gì, DeFi thì nếu bạn muốn trở thành đại sứ thì vui lòng liên hệ với Telegram này nhé. Đó, click vào đây là bạn Telegram này. Và đây là link chat của bạn này, link chat của bạn này. Nhưng Inbox Messenger là xem này. Có cái này đảm bảo bạn làm theo tất cả các bước để nhận bản thông báo, bạn sẽ nhận được 0.12 cho mỗi người dùng. Bản phân phối đầu tiên sẽ vào ngày mùng 10 tháng 5 à mùng 5 tháng 10. Cái này là giao một, cái này tổng nguồn cung 27.000. Thì cái này là giao một sẽ được phân phối vào ngày mùng 5 tháng 10. Giao một kết thúc rồi. Thì là con giao hai nhá. Kiểm tra là mình chưa có cái gì. Vậy nghĩa là bạn đây, tất cả các thông tin đây cho ra một chưa, đây là con dao hai, và mình sẽ kiểm tra một chút nhé. Đây là con check của nó nhé, bạn copy bạn này này, bạn dán vào cái ví meta của bạn thì nó sẽ hiện ra cái con check này. Meta này. Đó. Thì bạn đặt vào cái phần này, kéo xuống này, bạn ôm token này, con sách của nó đây, bạn là dán ở đây nó hiện ra nha. Đồng DFGL nha, next này. Và cái này thì trên này nó thông báo là đây nó được init, nó được init trên Uniswap rồi đây. Và nó có cái sự kiện Underdrop đây. Đây, giao 2 nhé, từ kết thúc vào 18 giờ ngày 15 tháng 10 này. Đó, thì đây nó cũng không hiện là nó cho mình cái gì, nó không nói. Đây, mình để cái tiếng Việt theo dõi. Đây, giao 1 được kết thúc này, đi tiếp giao 2 đến ngày 15 tháng 10 này. Đấy, bạn phải mua thêm này này. Đó, thì nó cũng không nói rõ là mình phải ấn cái gì cả. Còn giá nó đang bán trên này thì hiện tại nó là 13,91 đô một đồng nhá. Nó cũng không nói là cho mình bao nhiêu trong này và nó cũng chưa bắt mình điền thông tin đây. Thì nó chưa biết là sau này nó có bắt mình điền thông tin thì mình sẽ điền xong. Còn bây giờ mình coi như là nhận chỗ trước, nhận chỗ trong con bot này trước. Sau này nó có thông tin tiếp thì mình sẽ biết cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Xin chào bạn nha, hôm nay mình giới thiệu các bạn là con DeFi Wood DeFi Gold. Đó thì đây là một bản start này. Đó, bạn sẽ đây có nhiệm vụ đây bạn join Telegram group này. Đây bạn click vào đây bạn sẽ một cái link này bạn join này nha. Và cầm cái channel của đây này. Và click vào đây nó sẽ ra. Bạn join vào nó. Và đây follow cái Twitter này, bạn click vào đây. Twitter và copy link. Dán nó vào đây. Ấn là nó ra thôi, mình nó nhiều
nhiều trình duyệt quá nên mình phải copy. Rồi bạn follow nó nhé. Rồi sau bạn kéo dưới này. Xem cái này là gì, bạn kích vào đây xem. Đây, bạn dịch cái dòng chữ lên nhé. Không hiểu nó là cái gì. Rồi dịch. Xem này. Để từ khi chúng tôi đưa vào ý tưởng triển khai hệ sinh thái, cho nên thực tế chúng tôi đã cố gắng nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ nhiều cá nhân trên toàn thế giới và cuối cùng đang đóng vai trò đại sứ của chúng tôi. Và các sự kiện về blockchain là gì, DeFi? Thì nếu bạn muốn trở thành đại sứ thì vui lòng liên hệ với Telegram này nhé. Đó, bạn click vào đây là bạn Telegram này. Và đây là link chat của bạn này, link chat của bạn này. Nhưng post messenger là xem này. Đó, này. Đảm bảo bạn làm theo tất cả các bước để nhận bản thông báo, bạn sẽ nhận được 0.1 2 giờ cho mỗi người dùng. Bản phân phối đầu tiên sẽ vào ngày 5 tháng 10. Cái này là giao 1, cái này còn nguồn cung 27.000. Thì cái này là giao 1 sẽ được phân phối vào ngày 5 tháng 10. Giao 1 kết thúc rồi. Thế là còn giao 2 nhé. Kiểm tra là mình chưa có cái gì. Vậy nghĩa là bạn cả các thông tin đây. Cho ra một chưa. Đây là con dao 2. Và mình sẽ kiểm tra một chút nhé. Đây là con check của nó nhé. Bạn copy đoạn này này, bạn dán vào cái ví meta của bạn thì nó sẽ hiện ra cái con check này. Bạn đặt vào cái phần này, kéo xuống này, bạn ôn token này, con sách của nó đây, bạn là nó đây hiện ra nha, đồng DFGL nha, next này. À, cái này thì trên này nó thông báo là đây đã được init, nó được viết trên Uniswap rồi đây, và nó có cái sự kiện Underdrop đây, đây giao hai nhá, từ kết thúc vào 18 giờ ngày 15 tháng 10 này, đó. Thì đây nó cũng không hiện là nó cho mình cái gì, nó không nói. Đây mình để cái tiếng Việt theo dõi. Đây là một tập kết thúc này, đi tiếp ra 2 đến ngày 15 tháng 10 này. Đấy, bạn phải mua thêm này này. Đó, thì nó cũng không nói rõ là mình phải ấn cái gì cả. Còn giá nó đang bán trên này thì hiện tại nó là 13,91 đô một đồng nhá. Nó cũng không nói là cho mình bao nhiêu trong này và nó cũng không, chưa bắt mình điền thông tin đây. Thì nó chưa biết là sau này nó có bắt mình điền thông tin thì mình sẽ điền sau. Còn bây giờ mình coi như là nhận chỗ trước, nhận chỗ trong con bot này trước. Sau này nó có thông tin tiếp thì mình sẽ update cho các bạn. Cảm ơn các bạn.